Rồi, con X120 của Mai. Ồ, anh tài xế tướng đen nè. Đang bơi phà nè các bạn. Ê, đừng bá vô cầu nghe không nội. Rồi ve lại là móc giùm cái vớt của cái chú bên kia các bạn. Ê! Rồi cái lú của Mai, cái lú bị lúng dưới sình, nhờ xe cuốc móc lên giùm. Buộc vô ti kìa ông nội. Buộc vô ti chạy ti không? Buộc vô ti kìa chạy ti không?
Kinh ông đời, cống nhà ông đời.